Trong video này thì Hương Bích sẽ hướng dẫn cho mọi người chuyển đổi cái tệp UID thành cái số điện thoại để chúng ta có thể chạy quảng cáo được. Ở đây thì chúng ta đã có một cái tệp UID mà chúng ta đã quét ở video trước, thì nó sẽ có cái định dạng như thế này. Đấy. Ok. Thì sau khi mà có tệp UID, chúng ta lưu TXT như vậy nhé, chúng ta không được lưu file Excel nhé. Nếu như thì nó không hiểu được. Ok, chúng ta sẽ vào lại web, chúng ta sẽ tiếp tục vào truy cập cái cương bích.com xiệt UID SDT. Rồi. Chúng ta sẽ đăng nhập vào. Ok. À, đây là chúng ta đã làm xong cái bước đầu tiên đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái bước tiếp theo, đó là chuyển đổi cái UID này thành số điện thoại. Ở đây thì mỗi tài khoản lập thì nó sẽ cho là 2.500, đúng không? Đấy, tức là 5 coin bằng số điện thoại, chỉ trừ khi chuyển đổi thành công. Rồi, ok. Thì chúng ta sẽ chuyển này. Chúng ta chọn file này. Rồi. Chúng ta chọn cái file nơi chúng ta để, đây mình đang để là UID này. Đấy. Rồi, và mình sẽ ấn chuyển đổi thành số điện thoại. Ok, thì nó báo là đã chuyển đổi 337 UID thành số điện thoại này. Vui lòng chờ hệ thống xử lý này. Đấy, thì hệ thống này nó đang báo là đang xử lý. Và đây là chúng ta là import là 575 số điện thoại. À, UID mà chúng ta chỉ ra được là 337 số điện thoại thôi. Rồi, các bạn chờ một chút nhé, bởi vì hệ thống thì nó phải chạy. Chúng ta có thể nhấn vào đây. Ok. Đây, chúng ta đã chạy thành công. Và chúng ta sẽ tải cái file này về. Rồi, chúng ta mở nó lên. Rồi, đây. Mọi người thấy ở đây không? Ở đây nó ra hết này. Đấy. Tên và số điện thoại và UID. Rồi, thì để mà bảo mật thì mình sẽ che đi cái số điện thoại của những người bạn của mình ở đây. Đấy. Chúng ta có thể là cái công cụ này trên thị trường rất là nhiều, nhưng mà chúng ta phải kiểm tra xem thử là cái số điện thoại nó có khớp hay không nhé. Đây, chúng ta coi cái số đuôi thôi. Đấy, ví dụ anh Hân chẳng hạn, Trung chẳng hạn, Nhi chẳng hạn, thì mình thấy nó đúng bởi vì mình đã test. Đấy, rồi, ok. Thì bây giờ mà để mà sử dụng cái tệp này á, thì chúng ta sẽ copy. Copy, đúng không? Rồi. Chúng ta sẽ vào trình quản lý quảng cáo. Chúng ta chọn phần đối tượng, tài khoản này bị khóa rồi nên nó không có phần đối tượng. Rồi. Chúng ta vào trình quản lý quảng cáo nhé. Chúng ta sẽ chọn phần đối tượng này. Chúng ta chọn tạo đối tượng này. Tạo đối tượng tùy trình này. Chọn hồ sơ khách hàng này. Chọn đây, thêm khách hàng. Đấy. Và ở đây thì nó cũng chỉ hiểu mỗi cái file là TXT và CSV thôi. Nhưng mà chúng ta có thể sao chép và dán nếu chúng ta ít. Hoặc là chúng ta phải dán thành một file TXT nếu chúng ta nhiều quá nhé. Hoặc là chúng ta có thể lưu thành cái định dạng là CSV. Tức là chúng ta xóa hết những cái thông tin không liên quan đi. Ví dụ cái file Excel như thế này chẳng hạn, chúng ta sẽ xóa hết thông tin không liên quan. Và chúng đó thì chúng ta sẽ save as. Nếu như file chúng ta lớn nhé. Đấy, và chúng ta chọn cái định dạng này này. Chưa? Thì cái Facebook nó mới hiểu được. Và mọi người luôn nhớ nhé là cái số điện thoại thì chúng ta phải chuyển thành 84. Nếu như mà mọi người có cái số điện thoại chẳng hạn, ví dụ như số điện thoại của khách hàng chẳng hạn là 0903 3039835, đây là số bên mình chẳng hạn, thì để thế này Facebook không chạy quảng cáo được, nó bắt buộc mọi người phải chuyển đổi. Thì ở đây mọi người có thể đánh một cái lệnh đó là bằng đấy 84 đấy và cái số này đó,
và chúng ta sẽ kéo một loạt luôn, và chúng ta sẽ copy cái hàng này vào đấy, và chúng ta sẽ copy vào đây. Đấy, bỏ cái phone này đi nhá. Rồi. Rồi, ok. Rồi. Sau đó chúng ta mô tả, ví dụ đây là khách hàng like siêu target đúng không? Rồi. Chúng ta ấn tiếp này. Chúng ta chọn đây là cái gì? Ví dụ Facebook nó hiểu ngay là số điện thoại. Chúng ta chấn là tải lên và tạo. Đấy, tải lên 337 hàng. Đấy. Và bây giờ chúng ta muốn chạy quảng cáo, chúng ta việc tích vào đây thôi. Và chúng ta chọn tạo quảng cáo. Cái này tức là chúng ta phải chờ một chút để hệ thống nó cập nhật mọi người nhé. Đây. Ví dụ mình chạy như bình thường. Đúng không? Chúng ta chọn là tương tác đây, mình ví dụ vậy. Đây, thì đây là cái chỗ mà mọi người, ngay cái chỗ nhóm ấy. Đây. Chạy cho đối tượng nào. Ví dụ mình muốn là chạy khách hàng live siêu target này. Nhưng mà tất nhiên là tệp này nó chưa có, bởi vì là mình chưa load lên. Đấy, nên là cái này chúng ta gọi là siêu target, tức là chạy cho đúng đối tượng. Và chúng ta càng target thì cái tệp này nó càng nhỏ lại nhé, để nó phù hợp hơn nhé. Tức là chỉ chạy trong tệp này thôi. Và nếu như chúng ta có đối thủ chẳng hạn, nó cùng ngành hàng, chúng ta có thể loại trừ. Tức là chúng ta có thể tải hết họ và loại trừ ra. Những cái ông mà chuyên buôn chẳng giống chúng ta loại trừ ra để chúng ta không chạy đến họ. Hoặc là mọi người cũng có thể là loại trừ cái khách hàng cũ của chúng ta. Đấy, thì tôi vừa trình bày xong cho mọi người cái cách chuyển đổi, đúng không? Chuyển đổi thành UID thành số điện thoại. Và tất nhiên là cái công cụ này thì chúng ta sẽ mất phí. Ở đây chúng ta có cái nút nạp tiền chẳng hạn. Đây, thì chúng ta có những cái gói cước. Ví dụ có 1 triệu chẳng hạn. Đấy. Thì ở đây nó có một cái mã giảm giá, thì mọi người muốn giảm giá 10% thì mọi người gõ vào đó là cương bích. Đây, đấy. Nó sẽ giảm cho mọi người 10%. Còn nếu như mà cái mã này nó có lỗi hoặc là không nhập được thì mọi người có thể inbox với mình. Để mình có thể là tặng cho mọi người cái mã khác. Chúc mọi người thành công.